rồi thì đến phần tiếp theo nữa là cái phần hôm nay là khi mà các bạn xử lý cái sự kiện là kích vào đây kích vào đây kích vào đi thì nó sẽ ra thì nó sẽ kiểm tra xem là bạn có kích đúng vào cái mã màu khác hay không đúng không thì ở bên uh, main activity nhá Mình sẽ kiểm tra ở dưới đây này ở đây mình sẽ viết ra cái hàm hàm kiểm tra chứ đã private void để check mình gọi là check màu đấy. check màu đó thì nó sẽ truyền vào một cái ô màu đúng không ạ là chính là cái ô màu mà các bạn sẽ kích vào ấy. đấy thì mình kiểm tra nếu nếu như mà cái ô màu này chấm màu mà nó bằng bằng mà nó chấm ở quay sẽ kiểm tra cái mã màu kiểm tra cái mã màu của thằng định nghĩa chấm màu ít <laughs> thì sao thì ở đây mình sẽ toán lên một cái toán lên một cái chấm uh, này tách toát chấm mất tách này chu mình sẽ toán lên chữ chu đấy mình đang sót chấm sâu để nó hiển thị lên còn nếu không không thì sao L thì mình sẽ cho lên chữ fail f a n s e Đấy. và nếu như mỗi lần mình chọn vào đúng ấy thì mình mới gọi ra cái hàm tạo màu này mình tiến hành là mình tạo màu mới còn nếu như mà các bạn khi mà mình kích sai ấy, thì đơn giản thôi vẫn như thế không không, không có việc gì thay đổi cả thì em sẽ gọi ra cái hàm check màu mà mình sẽ lấy ra cái thằng cái vị trí mà người dùng kích cái ô màu vị trí người dùng kích chính là cái ar ô màu à chấm Ghét vị trí thứ y đó chính là thằng này rồi xong đấy xong bây giờ mình run lại nhá xem được cái gì nhá rồi lại bây giờ ví dụ mình kích đây fail 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 rồi bây giờ ví dụ mình kích đây phát này đấy coi là chuyển màu luôn không nó sẽ hiện thị chu đấy còn nếu như mình kích vào ô màu mà nhiều ấy, thì sẽ hiển thị fail cách đây nó hiển thị chu tạo màu mới đấy, ok chưa đó rồi đấy đấy là xong cái phần hôm nay cái phần cái phần cách chơi nên cái chơi đúng hơn đấy can chờ mình một xíu này mình sẽ mở mở một bên đấy thế là xong phần này đấy bây giờ thì bây giờ đến phần tiếp theo nữa đến phần tiếp theo nữa là cái phần level đấy mình sẽ thiết đến thành cái phần level cho nó level level cho nó thì đơn giản thôi bây giờ muốn hiển thị đến cái trên cái level này thì giờ mình phải sang bên uh, main activity trước đã đấy mình sẽ thiết kế một cái phần để hiển thị cái điểm ở trên này đúng không thì mình sẽ tạo ra một cái tiếp layout đi Đấy. Mắt Perun, mắt À mắt mình sẽ cho thằng này khoảng tầm 150 dpi thôi. 150 dpi có nhiều quá nhỉ. Mình sẽ chuyển thằng này thành nghe Lai ừ. Cái Orientation Mình để là Vertical để cho nó sắp xếp các item từ trên xuống dưới Đấy Ví dụ đây cái vùng này sẽ là một cái vùng hiển thị điểm hạn. Thì trong này mình sẽ có một cái line layout khác đấy. width mình để cho nó là thế ừ. thì nếu thế thì mình sửa lại thằng này một xíu nhé mình sẽ cho ngày là line layout đấy orientation mình sẽ để là horizontal cho nó xếp để cho nó xếp những cái những cái thằng những cái item này những cái phần hiển thị này. đấy theo cái chiều từ trái qua phải đấy. theo chiều từ trái qua phải width mình sẽ để là 1 dp 1 dp thằng này biết thằng này mình để là 1 dp này đấy hay mình sẽ là map pattern nhá cái orientation mình để là vertical và nó sẽ có một cái web bằng một tiếp đến nữa nhá tiếp bên nữa là mình sẽ cầm cái text view đấy text view width là map pattern hay là web content Graffiti mình sẽ cho là center, Cái text của nó thì mình sẽ để là level. Level. Và mình sẽ cho nó một cái thuộc tính là thuộc tính text on cap bằng chu, nghĩa để cho nó viết hoa hết toàn bộ cái chữ của mình. Đấy, hiện tại thì các bạn chưa nhìn rõ đúng không? Thì ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ phải lấy cái mã màu của chữ ạ. Mình lấy cái mã màu của chữ này. không phải màu này mình không lấy không không chủ định lấy màu đen à biết rồi biết rồi biết rồi biết, rồi, biết lý do tại sao à, chán thế rồi đây đấy bây giờ mình mới lấy được cái màu hồng nữa à đấy rồi mình có mã màu hồng rồi thì ở đây cái tách cái tách đây mình sẽ cho nó một cái tách color là màu hồng rồi mình sẽ cho nó một cái thì mình sẽ cho nó cái thằng tách size tách size mình sẽ cho nó là 20 dp đi Đấy. Text style Text style Mình sẽ để cho nó lần Đấy, cho nó Cho chữ nó đậm lên chịu Một xíu <laughs> Mình cho nó thêm Một cái padding nữa Để cho nó căng Các cái lè Ở bốn phía Đấy Padding để 5dp Đấy Và thằng này Mình cái thằng này ở đây Mình cho nó cái graffiti Đây đó là bottom Để cho nó đẩy các item Xuống bên dưới Đấy Đẩy các cái text xuống bên dưới này. Sau mình sẽ copy tiếp một cái text nữa. Đấy. Cái text này thì để hiển thị chữ level còn cái tách bên dưới nó không hiển thị chữ level. mình sẽ xóa cái bao lần nó đi. Màu mình chuyển cho nó về trắng. Cái thằng này nó sẽ hiển thị như kiểu cái số level của nó ấy, ví dụ như kiểu level số 5 chẳng hạn, đấy. Rồi ok. Thì đấy là phê phần hiển thị nhá. Mình đã thiết kế xong rồi thì bây giờ đến là mình sẽ ánh, tiến hành mình ánh xạ cho nó. TXV Sao là mình copy Ở bên này mình copy Mình để mặc định level đầu tiên sẽ level 1 đúng không Rồi sang bên này nhá Sang bên main activity này. Mình sẽ ở đây mình sẽ khai báo Mình sẽ tạo ra một cái biến tech view Tech view Nó là TXV level rồi mình tiến hành mình ánh xạ cho nó, ánh xạ này. Đấy, ánh xạ xong rồi. Và lúc set up, lúc set up đây thì thì trước khi set up thì mình sẽ vào sang cái biến định nghĩa ở mình đó, ở dưới này. Mình sẽ tạo ra cái biến này, public void Inter level. Đấy đấy chấm vậy level bằng một đấy mình sẽ cho level đầu tiên bằng một thì ở bên trên bên sang bên trên này thì mình sẽ gọi cái thằng lúc set up mình sẽ gọi cái thằng txv never chấm set take. mình sẽ cộng thêm mấy cái thằng cộng thêm với cái cộng thêm với cái định nghĩa này định nghĩa chấm level đấy và ở trong mỗi lần mỗi lần mình kích mỗi lần mình kích ở đây ạ mỗi lần mình kích mình update đây đấy thì mình sẽ gọi cái biến định nghĩa ra mình gọi gọi định nghĩa chấm à, chấm level cộng cộng thêm một đơn vị và cái lúc update đây thì mình không phải update mỗi mảng màu nữa mà mình sẽ tiến hành update luôn cả cái thằng tv update tiền hiển thị lên cái level mà người dùng đang chơi đó. đấy Bây bấm loan lại xem được cái gì rồi này Chân, chân, chân. rồi bây giờ hiện tại đang là level 1 rồi rồi sao nó 100 dp nhìn xa nhỉ Ừ ờ, nhìn xa tí mình sẽ chỉ chỉnh lại sau về ví dụ mình bấm đây Đấy, nó vẫn hiển thị fail nhưng mà mình bấm vào đây ạ chuyển sang level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Ok đấy là cái phần là hiển thị level nhá Đấy thì đến phần tiếp theo đấy, đến phần tiếp theo Sẽ là phần là làm nào làm nào để level sẽ tăng dần 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 lên từ lúc đầu ví dụ lúc đầu chỉ có 4 ổ ngạn xong về sau tăng lên thành 9 ô 9 ô xong rồi 16 16 25 đấy, cứ tăng dần dần lên chứ không kiểu như này thì mình sẽ đặt mốc cho nó nhé. ở trong cái hàm định nghĩa của mình đây đấy ở trong hàm định nghĩa trong cái thằng định nghĩa của mình thì đây mình sẽ gọi tạo ra thêm một hàm nữa public nha public void phần set mình sẽ gọi là set level set level đấy set level thì ở đây nhé kiểm tra nếu uhm, nếu như mà cái level của mình nó đang nhỏ hơn ba uh, hạn đấy level nhỏ hơn ba thì đơn giản thôi mình sẽ gọi ra cái hàm mình gọi cái số cột số cột mình sẽ chỉ bằng hai nếu như mà chơi ba vào đầu thì số cột mình sẽ bằng hai còn không không thì sao không thì số cột thì mình sẽ bằng năm đấy ví dụ thế sau đấy ở đây thì cái thằng số cổ cái thằng định nghĩa ở đây mình sẽ copy cái x nhỉ mình paste xuống dưới này đấy đó. xóa cái thằng con từ đi đấy và sang bên main activity nhá đầu tiên này lúc tạo màu mỗi lần tạo màu thì mình sẽ gọi cái hàm định nghĩa chấm set level đó set level và trong cái hàm update trong cái hàm update của mình ạ trong hàm update thì mình cũng phải gọi cái git view của mình ra gọi cái cái view mình ra chấm set lum column bằng thằng định nghĩa chấm số cột đó để nó thay đổi lại cái cái list màu mà các bạn nhìn thấy rồi bây giờ bấm run này rồi đấy các bạn nhìn chưa hiện tại thì nó đang có bốn ô màu thôi đúng không kích vào đây hai kích đây đấy nó sẽ chuyển sang thành năm ô màu này đấy lea vào chuyển sang level ba thì nó chuyển sang thành năm ô màu đó đấy thì đơn giản thôi thôi thì cái này là sẽ phụ thuộc tùy vào các bạn các bạn muốn thế nào nhé hiện thì mình thì mình sẽ để là ví dụ như ba lên vào đầu mình sẽ chỉ cho nó hai cột chẳng hạn sau đó mình tiếp theo mình kiểm tra tiếp này Theo ít mình sẽ dùng eo ít mình kiểm tra nếu level nếu level, level mà nhỏ hơn khoảng tầm level nhỏ hơn 10 chẳng hạn đấy thì cái thì cái số cột của mình sẽ bằng 4 à, sẽ bằng 3 đấy bằng 3 tiếp đến nữa đấy kiểm tra tiếp thôi nó mình kiểm tra thế thôi cái này phụ nên là nó, là nó mình bảo là sẽ phụ thuộc vào các bạn cách các bạn set up đấy ví dụ như nhau vào nhỏ hơn 20 ừ, nhỏ hơn 20 thì thằng sẽ là 4 đây vào nhỏ hơn uh, 35 35 ở à, đâu 30 thôi 30 thôi. thì thằng này sẽ là 5 Đấy, level nhỏ hơn uh, 37 thì thằng ấy sẽ là 6. Level nhỏ hơn uh, 41. À đô, 49 đi. Thì ngày sẽ là 7. Level nhỏ hơn 56. Ngày sẽ là 8. Level nhỏ hơn uh, 69 chẳng hạn. Đấy, thì thằng này sẽ là 9. Đấy, level Ôi mình nghĩ mình nên tăng hơn một chút xíu nhỉ Thôi tạm thời làm cái demo chứ nhá Đấy, Tạm thời làm demo thì mình sẽ cho nó cuối tối đa nó sẽ là 10 thôi Tối đa sẽ là 10 thì mình sẽ xóa phần này đi Đấy, đấy tối đa của nó mình sẽ cho nó chỉ có là 10 thôi 10 ô, nếu nó lớn hơn 69 thì bắt đầu 10 ô rồi Đấy, sau bây giờ mình nó ra này xem được cái gì rồi. 1 2 3 đấy, các bạn nhìn không cái số level đang thay đổi này. ví dụ level của mình mà bằng 10 xem nó có lưng đến 3 à nó đến 4 không đấy đó các bạn nhìn không đó đấy ok 25 26 mình chơi đến 30 nhé để xem có lên thành 6 không nhé đó nó sẽ chuyển sang 6 đấy đấy là cái cái cách mà tăng tăng dần cái level của mình lên rồi đấy là